Ôi, cái đồng gửi cho các bạn nha. Lâu lắm rồi mình mới quay lại video YouTube cho các bạn xem. Thì giới thiệu với các bạn đây một số cái dòng chim dậy nổi nha các bạn. Cụ thể là dòng chim nhồng. Đây là dòng chim mà nổi là siêu hay luôn, siêu đỏ luôn nha. Anh em nào mà chơi cái dòng chim nói thì đây là lựa chọn số 1 nha anh em. Thì đây là mấy cái con non. Đây là mình đang cho ăn mối nha các bạn. Mùa này mùa mưa cho nên là mối nó nhiều. Tối rồi mới trời mưa là bắt cho ăn ăn. Khỏe chim nha các bạn. Đây nữa nha các bạn. Trong này còn có nữa nè, trong ba lô có nữa nha. Thì cái dòng chim này á các bạn nuôi á thì nó ăn tạp nha các bạn. Thức ăn của nó là côn trùng này, sâu dế đó. Rồi mấy con bọ bùng nó cũng ăn được này. Rồi cám này, cám gà đó. Rồi trái cây. Đó, nó đều ăn hết. Cho nên các bạn nào mà thích nuôi cái dòng này á thì các bạn cứ tự tin mà nuôi nha. Nó rất dễ nuôi. Chỉ cần anh em giữ ấm cho nó, tại vì ở trong rừng là nó có mẹ nó giữ ấm á. Mình về mà nó không có ấm là nó bị nhiễm lạnh á là nó đau bụng. Đau bụng rồi thì nó bệnh con chim thôi. Chứ còn anh em mà cứ giữ ấm cho nó, cho nó ăn bình thường là nó khỏe chim, nuôi rất là dễ luôn. Đây cho miếng này. Đây là đang cho ăn mối nha các bạn. Mối mùa mưa rất là nhiều. Panda ơi, Panda học bài này chứ.